4 dấu hiệu điển hình cảnh báo người bị u nang buồng trứng. Nguy hiểm nhất của bệnh u nang buồng trứng là khối u nang có thể bị xoắn, vỡ, gây xuất huyết, nhiễm trùng buồng trứng, tử cung, gây ung thư buồng trứng, vô sinh, thậm chí tử vong. Theo thống kê từ các trường hợp mắc u nang buồng trứng cho thấy, 90% khối u nang buồng trứng là ở dạng lành tính và 10% còn lại là ở dạng ác tính. Mặc dù đây là một trong những bệnh lý phụ khoa không quá nguy hiểm, nhưng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, thì u nang buồng trứng có thể phát triển rất nhanh, cản trở sự phát triển của các nang trứng tiếp theo, thậm chí chèn ép vào các cơ quan khác dẫn tới hiện tượng đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Nguy hiểm nhất là khối u nang buồng trứng có thể bị xoắn, vỡ, gây xuất huyết, nhiễm trùng buồng trứng, tử cung, gây ung thư buồng trứng, vô sinh, thậm chí tử vong. Các chuyên gia khuyến cáo, việc phát hiện và phẫu thuật điều trị sớm các khối u buồng trứng, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, sẽ giúp bảo tồn chức năng sinh sản, tránh biến chứng ác tính, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Dưới đây là 4 dấu hiệu điển hình cảnh báo người bị u nang buồng trứng. Xuất hiện cơn đau. Ở giai đoạn đầu, bệnh u nang buồng trứng tiến triển rất âm thầm. Khi căn bệnh phát triển nặng lên, chị em sẽ thấy những dấu hiệu nhận biết bệnh u nang buồng trứng cơ bản như xuất hiện những cơn đau ở lưng, bụng, đau vùng xương chậu, đau khi quan hệ tình dục. Rối loạn kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt của chị em sẽ bị phá vỡ khi mắc bệnh u nang buồng trứng. Những biểu hiện dễ nhận biết nhất của căn bệnh này là kinh nguyệt thất thường, lượng máu kinh nguyệt lúc ít, lúc nhiều và đau quặn thắt trong chu kỳ kinh nguyệt. Đi tiểu bất thường. Khi khối u nang buồng trứng phát triển lớn, chèn ép lên bàng quang, chị em sẽ thấy cơ thể mình xuất hiện tình trạng đi tiểu bất thường như tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần. Cảm giác khó chịu trong tử cung. Khi khối u nang buồng trứng to dần lên, nó sẽ chèn ép lên các cơ quan khác, gây ra cảm giác khó chịu trong tử cung, buồng trứng với các biểu hiện như đau tức bụng, đau mỏi vùng xương chậu. Video đến đây hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè, người thân và gia đình biết những kiến thức bổ ích này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!